Trân trọng kính chào khán giả của VTV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Điểm tin trong ngày. Hôm nay là ngày thứ 6, 6 tháng 9, 2024. Thưa quý vị, Việt Nam, đặc biệt là miền Bắc, đang chuẩn bị hứng chịu cơn bão có thể nói là mạnh nhất trong 30 năm qua, đó là bão Yagi. Bão này ngày hôm nay đã đổ bộ đi qua đảo Hải Nam Trung Quốc, bắt đầu vào vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng các tỉnh ở tại miền Bắc. Các cơ quan truyền thông trong nước cho biết là Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lúc 6 giờ sáng ngày 7, tức là bên đó giờ ngày 7, đó, tâm bão số 3, bão Yagi, đã cách Quảng Ninh khoảng 160 km về phía đông nam. Cường độ bão mạnh cấp 14, tức là 150-166 km/h, giật cấp 17. Dự báo trong sáng đến chiều nay, bão số 3 đi vào đất liền các tỉnh Bắc Bộ, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão các tỉnh thành như ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, cấp sẽ là 10-12, giật cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền phía đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 8, giật cấp 9, cấp 11. Và từ nay đến sáng 9 tháng 9, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-350 mm, có nơi lên tới 500 mm, tức là nửa thước tới vị. Nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở khu vực này rất là cao. Cơ quan khí tượng Việt Nam đã đưa ra cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4, tức là rủi ro rất lớn do bão số 3 gây ra đối với vùng biển ven bờ đất và đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3, tức là rủi ro lớn đối với khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ và đất liền các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa. Đó là tình hình bão như thế sáng ngày hôm nay. Trong khi đó thì thưa quý vị, vì bão Yagi vào, bây giờ Việt Nam đã đóng cửa 4 phi trường và hủy hơn 300 chuyến bay vì bão. 4 phi trường miền Bắc được lệnh đóng cửa trong lúc khoảng 300 chuyến bay dự kiến bị hủy hôm 7 tháng 9, tức là hôm nay ở bên Việt Nam đó. Đó là các phi trường Nội Bài ở Hà Nội, Cát Bi Hải Phòng, Vân Đồn Quảng Ninh và Thọ Xuân Thanh Hóa. Ước tính 240 chuyến bay nội địa và 70 chuyến bay quốc tế đi và đến các phi trường này đều bị hủy. Ngoài 4 phi trường này, nhà chức trách cũng khuyến cáo ảnh hưởng của các hoàn lưu bão kèm theo mưa to kéo dài có thể gây ngập lụt tại các phi trường như là phi trường Điện Biên và phi trường Vinh. Một ngày trước khi bão đổ bộ hôm 7 tháng 9, đường phố tại Hà Nội được ghi nhận trong cảnh hỗn loạn sau mưa lớn. Dông lốc khiến cây ngã đè làm một người thiệt mạng. Theo công bố nhà chức trách, người xấu số gặp nạn trong lúc đi xe gắn máy trên đường tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Và trong vụ này một người khác cũng bị thương được đưa đi cấp cứu. Thì hiện nay ở trên mạng xã hội có một đoạn video nó quay go viral luôn, là người ta quay được ngay chỗ Hà Nội đó, một cái người đi xe gắn máy, một phụ nữ, mà gió thổi cái là té luôn, bỏ xe chạy luôn, người ta chạy ra, người ta kéo người này vào, người ta bỏ xe luôn. Nó mạnh đến như thế ở ngay quận Hoàng Mai. Vì vấn đề bản quyền tôi không thể chiếu này trên được, nhưng mà quý vị nào vô internet bây giờ mạng xã hội thấy cái đoạn này đang là dữ dội. Trở lại với Hà Nội thì mưa to khiến tình trạng kẹt xe rất nhiều, đặc biệt là mấy cầu như cầu Trương Dương kẹt xe hàng cây số, trong lúc cầu Vĩnh Tuy xe cộ xếp hàng dài chờ qua giao lộ Cổ Linh. Đó là cái tình hình như thế. Rồi vì cái vấn đề bão này bà con nghĩa là cũng lo sợ, đặc biệt những cái phi trường mà như tôi nói nãy đó, những cái phi trường mà đóng cửa đó, thì đặc biệt là phi trường Nội Bài, bây giờ hàng không Việt Nam, cho Việt Nam Airlines đó, bây giờ phải chằng néo và cột những cái chiếc máy bay, bởi vì sợ rằng là nó bị bão thổi cái là đổ hoặc là di chuyển hoặc là hư. Trước đây chắc quý vị cũng từng được thấy có những cái máy bay mà các cái phi trường nó gió nó mạnh quá, nó thổi máy bay nó quẹ đi luôn đó. Và như tại phi trường Nội Bài đó, thưa quý vị, các cái máy bay của Việt Nam Airlines đều được chằng néo và cột lại đó. Và kỹ thuật để coi lại laptop tôi đây đó. Đây là các kỹ sư và nhân viên kỹ thuật họ phải cột lại. Một số máy bay thì đưa vào trong nhà cái hangar. Đây quý vị thấy đó. Bởi vì người ta sợ rằng là, đây quý vị thấy đây là họ cột một cái bánh xe máy bay như vậy đó, vỏ xe đó họ cột 4 sợi dây đó, rồi họ lấy giấy bạc họ bọc lại, bởi vì sợ gió mạnh có thể là những cái bộ phận nó bay mất, và họ dùng những cái khối bê tông, quý vị thấy đây, cái cục bê tông như này chặn luôn này đó, tức là cái cục này là chặn, thường thường bây giờ họ đưa những cái cục bê tông vô họ cột lại luôn để tránh tình trạng là gió thổi đó. Đây quý vị thấy không, họ cột rất là kỹ. Trước đây thì đã có cái tình trạng mà một số cái phi trường kia bão mạnh quá, bão lớn quá, nó thổi có những cái chiếc máy bay đang đậu là nó quẹo ra luôn, thưa quý vị. Rồi đó là tại phi trường Nội Bài. Còn dân chúng Hà Nội thì sao?
vì lo sợ bão, không biết bao giờ chấm dứt, họ đổ xô nhau, họ đi mua đồ ăn tích trữ, họ tích trữ đồ ăn rất là nhiều. Mà đây xin mời các bạn cho coi cái laptop của tôi đây, các cái chợ tại Hà Nội đây, quý vị thấy các cái cửa hàng đây, xin lỗi quý vị là cái đường đây đây nó rõ thế nào, rau ráng là ta gom hết, thấy chưa, trống trơn, thiên hạ đổ xô nhau đi vào các cái siêu thị để mua đồ tích trữ. Đây quý vị thấy là người ta vào rất là đông. Đó. Bộ Công Thương cho biết là đồ thực phẩm không có thiếu, đừng có lo sợ gì cả, và yêu cầu mọi người dân Hà Nội là đừng có tích trữ quá nhiều. Đó. Bộ Công Thương bảo đảm là đồ có đầy đủ trong những ngày này, nhưng mà bà con vẫn lo sợ và cái là lo đi cái là tích trữ đồ ăn. Thì bà có thể cho coi lại cái laptop của tôi cái hình ảnh, bởi vì nó nét nó cao quá đây. Có thể là còn mỗi bó rau thôi, đó. Thành ra có lúc vào đây, bà con này mua chả này, đó, đại khái như thế. Rồi, còn về mặt giao thông, thì thưa quý vị, sau khi bão đã bắt đầu đổ vào Hà Nội đó, thì nó tạo ra gây ra mưa. Mưa thì bắt đầu là giao thông tắc nghẽn, như tôi nói hồi nãy, các cái cầu lớn mà đi từ bên quận Long Biên qua bên Hà Nội, đi qua sông Hồng đó là đều bị giao thông tê liệt trong nhiều giờ. Xin bác kỹ thuật cho coi là cái laptop ở đây. Đây, đây, quý vị thấy là đường, trời trời, đường phố Hà Nội. Đèn đỏ lư luôn, xe cộ. Đó, khoảng 15 giờ chiều. 15 giờ chiều ngày thứ sáu, đây là ở các quận Hoàng Mai, đó. Quận Hai Bà Trưng, đó, rồi Long Biên. Đó, quý vị thấy đây là, đây cái bản đồ các thấy nè. Đây là những quận ven đô, ven Hà Nội. Đó, trong này là kẹt, bên này cũng kẹt nữa. Cho quý vị coi. Nếu mà đường đỏ đỏ là kẹt đó, đây quý vị coi nè, ui trời trời ơi, thấy chưa? Xe đi ra đông người ta sao? Bởi sau mưa nó bắt đầu là nó tạnh một cái là người ta đổ xô ta đi về. Và người ta đi mua sắm các thứ đó, thành ra là nó rất là đông. Tôi cũng, quý vị nào Hà Nội thì biết, nghĩa là những cái ngày như thế này là phải nói là kinh hoàng lắm. Bà con đổ xô nhau ra, đi và mua sắm rồi các thứ. Đây bà có thể cho coi lại cái laptop của tôi đây, cái cảnh đây. Đường này đường nào đây? Phố Thái Hà ở quận Đông Đa, gần trung tâm chiếu phim quốc gia đây. Người ta xếp hàng dài đây, quý vị thấy không? Đó, đường Hà Nội. Bão ra gì đúng là gây ảnh hưởng dễ sợ đây, quý vị thấy là kẹt xe luôn nè. Đó, đang là bây giờ tan tầm đi làm về chiều thứ sáu. Đó. Thì đó là cái cảnh mà thưa quý vị, bão ra gì đang gây cái là ảnh hưởng rất lớn ở tại Việt Nam. Đến giờ phút này thì coi như là chỉ có mới có một người bị thiệt mạng ở Hà Nội, một người bị thương do cây nó đè cao xuống. Còn tất cả đều là chưa có vấn đề gì cả, mọi thứ rất là tốt. Tin tức cho biết là quân đội đã phải huy động tới 450.000 binh sĩ để mà giúp bà con đối phó với bão. Còn các cái khu nhà mà ngay cả các khu biệt thự ở Hà Nội bây giờ là họ phải dùng những cái bao cát rồi hoặc những tấm inox để họ chặn, họ sợ mưa vào á. Cái lượng mưa mà bình thường mưa là Hà Nội đã ngập rồi, bây giờ bão mà vào thế này nữa, với lượng mưa lớn như vậy chắc chắn là sẽ ngập, thành ra người ta sợ, người ta phải chặn nó lại. Đó là về tình hình bão của Việt Nam. Ngày hôm nay thì người ta chú ý nhiều cái chuyện đó. Trở lại với Hoa Kỳ, thưa quý vị, trong những ngày qua chắc quý vị có nghe những cái tin đồn, đặc biệt là của thành phần MAGA, thành phần mà gọi là siêu bảo thủ đó, bịa chuyện, tôi gọi là bịa chuyện đó. Nghĩa là có một bịa là hai ba. Đó là cái chuyện là họ đồn với nhau, tôi thấy trên mạng rất nhiều. Họ gửi lên, họ bảo là ô California sắp sửa bỏ ra 300 triệu đô la cho di dân bất hợp pháp mượn tiền mua nhà lần đầu. Đó, họ nói như thế khơi khơi. Nói ra nó không đúng. Thực ra đó, cái dự luật này nó đã được thông qua rồi. Lưỡng viện Quốc hội California thông qua. Thì cái luật này là hiện nay đó, ở dân California mua nhà lần đầu có thể mượn tối đa được 150.000 đô la để down payment khoảng 20% cái căn nhà. Nhưng bây giờ nó có cái dự luật mới do cái là một chân biểu ông này tên là Joaquin Arambulo, ông giới thiệu. Cái này, cái dự luật này nó gọi là AB 1840, thì mở rộng ra luôn là ai cũng được mượn hết, giá cũng được mượn hết, mua nhà hàng đầu, tức là tùy theo cái tiêu chuẩn mình. Nhưng mà mở rộng là cả di dân bất hợp pháp cũng được mượn luôn. À, trước đây di dân bất hợp pháp không được, thì bây giờ cái dự luật này cho. Nhưng mà mới thông qua quốc hội thôi. À, phải hiểu cái điều đó. Mới thông qua quốc hội là bà con la toán lên là California cho rồi.
phét lác, không hiểu luật, bậy bạ. À, tôi nói này là nhiều người sẽ chửi ông Đỗ Dũng nữa đấy, mà tôi nói thật. Ngày hôm nay ông Gavin Newsom đã phủ quyết rồi. Phủ quyết rồi. Đấy, trong một cái thư gửi cho Quốc hội ngày hôm nay, ông nói như thế này. Cái dự luật này, như vậy là lại tìm cách đẩy những cái người mà đáng lý có thể được mua nhà, được vay tiền mua nhà ra ngoài. Tức là gì? Nếu mà bao gồm luôn cả người bất hợp pháp đó, thì sẽ có những người khác bị đẩy ra, đúng không? Tôi lấy ví dụ thế này nè. California có đủ tiền cho 10 người vay. 10 người mà hợp pháp ở đây vay. Thế bây giờ anh mở rộng cho cả bất hợp pháp luôn. Thì bất hợp pháp thường nó cái thu nhập họ thấp hơn, họ lại đủ tiêu chuẩn. Đúng không? Hả? Hoặc là họ đủ tiêu chuẩn, họ vay tới 150.000 đô. Nếu mà anh thu nhập khá là ví dụ anh chỉ vay 50.000 thôi. Thu nhập thấp một chút xíu nó được vay 100.000. Thấp nữa tối đa được 150.000 ngàn. Thì bây giờ các anh bất hợp pháp mà được vậy tối đa 150 ngàn thì có phải là những cái anh mà hợp pháp không được không? Tại cái khoản tiền nó chỉ có 300 triệu thôi, đúng không? Nói cách khác là bây giờ hồi trước có 10 người, bây giờ tự nhiên 12 người, thì 10 cái người nghèo nhất được cái phần này thì hai người kia không được bị đẩy ra. Đó, ý ông Gavin Newsom nói như thế. Đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai ông nói rằng là cái này á là nó không đúng theo tiêu chuẩn luật California Housing Finance Agency. Đó, là trợ giúp người ta mua nhà ngay cả với những người di dân đó. Rồi cái thứ ba đó là nếu mà ký luật này đó, thì nó lại ảnh hưởng đến ngân sách của tiểu bang đó, thành ra nó không có hiệu quả trong cái việc mà giúp người ta mua nhà. Chính vì vậy tôi trả lại quý vị cái dự luật này, tôi không ký được. Đây xin bác có thể cho con laptop của tôi đây. Hôm nay là 6 tháng 9 đấy, ông Gavin Newsom ông ký đấy, ông gửi thư ra đó, official governor thấy không, 6 tháng 9 đó, ký đàng hoàng. Bây giờ vì lý do đó tôi không thể ký luật này, tức là ông veto. Đó, ông veto, ông phủ quyết. Đó, ông phủ quyết luật này. Thì coi như là chuyện này đã rõ ràng. Hôm trước bây giờ chúng ta nghe là và thành phần MAGA cái là lên cứ đồn tầm bậy, là bà bảo California sắp sửa cái là cho cái là di dân bất hợp pháp. Nói là cho chứ không phải là cho mượn, có người bảo là cho nữa, 150 ngàn nữa. Đó, làm gì có chuyện cho vay. À, xin nhắc, xin nói lại để quý vị rõ nè, tôi nói này hơi nhanh. Luật hiện nay chỉ có người ở đây hợp pháp được vay, ở California được vay tối đa 150.000 đô la để mua nhà nếu mua nhà lần đầu. Cái dự luật của dân biểu mà Atoro nãy tôi nói đó, ông sửa đổi, ông bao gồm cả di dân bất hợp pháp luôn và đã được lưỡng viện Quốc hội California thông qua. Đó. Thì ngày hôm nay ông Gavin Newsom, thống đốc California đã phủ quyết cái chuyện này. Ông bảo làm như vậy nó không công bằng là một, thứ hai nó là sai với cái luật gia cư của California, thứ ba nó ảnh hưởng đến ngân sách. Đó, để cho quý vị rõ. Quý vị nào nghe cái bản tin ngày hôm nay của ông Đỗ Dũng, làm ơn kể cho mấy người MAGA biết là bữa giờ quý vị nổ nó phét không, là tôi tưởng thật. Gavin Newsom nó ký đâu, ngày hôm nay ông veto là phủ quyết này. Cuối cùng thì liên quan đến bầu cử tổng thống, trời ơi, tội nghiệp quá, tôi nói thiệt, ông Trump bị trời sát phán, không còn gì để nói. Cách đây 2 ngày bà Liz Cheney, đúng không quý vị, cựu dân biểu của tiểu bang Wyoming, Cộng Hòa nha, tuyên bố không bỏ phiếu cho ông Trump. Bà nói rồi, bà từng ngồi trong ủy ban xong, nhưng mà ông biết là ông tội phạm. Chưa xong, chưa hết choáng váng mà chơi với, thì ngày hôm nay bố của bà là ông Dick Cheney, cựu bộ trưởng quốc phòng của Mỹ, cựu phó tổng thống của Hoa Kỳ, cũng đảng Cộng Hòa luôn, tuyên bố tôi sẽ bỏ phiếu cho bà Kamala Harris. Ghê chưa? Và cảnh báo vị cựu tổng thống sẽ không thể, không bao giờ được tin tưởng nếu mà được cho quyền lực tổng thống. Can never be trusted with power again. Trong một tuyên bố đưa ra ngày hôm nay, ông Dick Cheney viết như sau: trong lịch sử 248 năm của đất nước ta, chưa bao giờ có một cá nhân nào mà là một cái lối đe dọa lớn nhất đối với đất nước này hơn là ông Donald Trump. Ông đã tìm cách ăn cắp cái cuộc bầu cử hồi kỳ trước bằng cách là đưa ra những lời nói dối và gây bạo động để tìm cách ở lại tiếp tục với quyền lực của mình sau khi cử tri đã không bầu cho ông. Ông không thể nào mà được tin tưởng trở lại để cho cái chức tổng thống. He can never be trusted with power again. Là những công dân, mỗi người chúng ta có trách nhiệm coi đất nước ở trên tất cả quan trọng hơn cả đảng phái để bảo vệ hiến pháp. Đó là lý do tại sao tôi sẽ bỏ lá phiếu của tôi cho Phó Tổng thống Kamala Harris. Ông Dick Cheney kết luận như thế.
Thưa quý vị, đúng là ông Trump bị chơi sát phán, chơi tối đa luôn. À, ông Dick Cheney là một người mà trong Đảng Cộng Hòa được rất nhiều người kính trọng. Như tôi nói, ông từng là Bộ trưởng Quốc phòng. Ngày xưa ông cũng là dân biểu luôn. Dân biểu tiểu bang Wyoming luôn. Trước con gái ông. À, mà Wyoming là cái tiểu bang nhỏ, chỉ có một dân biểu à. Bắt đầu ông là dân biểu, sau ông vô ông làm, rồi bắt đầu ông làm Bộ trưởng Quốc phòng. Rồi từ Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Bush cha, rồi tới Bush con lên là chọn vô làm Phó Tổng thống trong 8 năm trời. Đó, thì bây giờ ngày hôm nay là coi như ông chơi sát với ông Trump. Mà ông này như vậy là gì? Ông im lặng từ trước giờ, và ngày hôm nay như vậy thì ông là nhân vật cao cấp nhất của Đảng Cộng Hòa. Tuyên bố bỏ phiếu cho bà Kamala Harris. Đúng không? Hôm trước tôi nhắc quý vị là bà Liz Cheney nè. Ông cựu dân biểu Adam Kinzinger của Illinois nè. Và ông cựu phó thống đốc Geoff Kalin của Georgia. Đó, là ba người đó, chỉ là cấp dân biểu phó thống đốc thôi. Ông này là phó tổng thống, coi như cao cấp nhất của Đảng Cộng Hòa. Còn mấy ông tổng thống nữa, chắc bút con nó cũng chưa lên tuyên bố, nó tuyên bố nó xong hàng rồi. Bút con nó Cộng Hòa, chưa thấy tuyên bố. Thì đó là những tin đáng chú ý trong phần điểm tin trong ngày hôm nay gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào những kỳ sau.